Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 1 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam mở đối ngoại nhưng bóp đối nội. Từ Bắc vào Nam hiện nay cũng đang sôi lên từng ngày về vụ kit test Việt Á, được cho là cơn sóng thần có thể làm nhấn chìm uy tín của chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam. Ấy vậy nhưng dư âm của hội nghị đối ngoại đầu tiên trong lịch sử hơn 76 năm tồn tại của nhà nước chuyên chế vẫn còn đó trên nhiều diễn đàn. Tác giả Gia Cát Tường đã có bài bình luận mang tựa đề Việt Nam mở với đối ngoại nhưng bóp với đối nội, được đăng tải trên đài FA với nội dung được chia sẻ như sau. Giới phân tích nhận thấy có quá nhiều phi lý, bất cập, thậm chí là lệch chuẩn trong chủ trương của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong hội nghị của Trung ương hôm 12 tháng 6. Một mặt, ông quyết tâm xây dựng trường phái ngoại giao cây tre trong một đít cua dài hơn một giờ đồng hồ. Mặt khác, ông lại ra lệnh xử nặng những người đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền. Cả hai nhật lệnh này được chính quyền tung ra trong cùng một buổi sáng ngày 14 tháng 12 năm 2021. Không phải đặc sản của Việt Nam cũng là điều mà dư luận đưa ra. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra triết lý đối ngoại được cho là mới nhưng không mấy thuyết phục. Không thuyết phục vì bản thân cái khái niệm nền tảng ngoại giao cây tre vừa không chỉ duy nhất có ở Việt Nam, vừa không độc đáo do Việt Nam nghĩ ra. Thái Lan đã có hẳn một nền chính trị cây tre hoặc là một nền ngoại giao cây sậy nổi tiếng từ trước cả các cuộc thế chiến. Nền ngoại giao cây tre, cây sậy của các nhà lãnh đạo Thái Lan nổi tiếng đến mức chính Thủ tướng Thái Lan đã nhắc nhở Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhờ tính uyển chuyển chiến lược mềm như tre mà Thái Lan đã không phải đánh nhau với các đế quốc to. Câu chuyện xưa này diễm ấy không ngờ lại sống lại trong thời điểm hiện nay, được người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam coi như một phát hiện ra tân thế giới. Khi đưa ra chủ trương này, ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam không những đã thuổng ý kiến và ý tưởng từ Thái Lan, mà chính ông đã lập lại bản thân mình. Vì cách đây hơn 5 năm, tại Hội nghị Ngoại giao 29 tổ chức tại Hà Nội hôm 22-26 tháng 8 năm 2016, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng phát biểu y chang như vậy tại Hội nghị Đối ngoại ngày 14 tháng 12 năm 2021. Đúc kết về trường phái ngoại giao của Việt Nam, mà ông Trọng cho rằng mang đậm bản sắc cây tre thì chỉ đúng với vế đầu là mềm mại mà cứng cỏi. Những đặc tính còn lại gán cho loại tre là khá khiên cưỡng như nhân ái mà quật cường, biết nhu biết cương, biết thời biết thế, biết mình biết người. Những đặc điểm thuộc tính người, loài tre làm gì có đặc tính đó kể cả chấp nhận nhân cách hóa. Đây là hình ảnh cây tre, là hình ảnh gắn bó với làng quê tại Việt Nam. Tre mạnh bởi đặc điểm sinh thái của nó là luôn kết với nhau tạo nên thiết chế lũy tre làng. Tre bao giờ cũng mọc thành khóm, thành bụi, tre không đơn độc. Lũy tre chịu đựng được gió bão là do bởi các bụi tre luôn phát triển nhờ vào các cấu trúc liên minh, liên kết. Tre sở dĩ đứng vững trước gió bão là do tre có sự đồng lòng cao. Trước gió bão không bao giờ có hiện tượng cây thì ngả về đông, cây lại ngả sang tây cả. Không rõ ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi nói đến trường phái ngoại giao cây tre có biến đến đặc tính của tre là sự liên minh, liên kết chặt chẽ với nhau và nội bộ tre luôn đồng lòng cao, có thể có thế mới chống được gió bão như là một đặc điểm sinh tồn hay không. Những đặc tính đó của tre hoàn toàn xa lạ với các đặc điểm của ngoại giao và con người Việt Nam hiện nay. Triết lý bổ sung cũng lệch chuẩn. Ngoài trường phái cây tre, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn phát triển thêm một vài nguyên lý khác cho đối ngoại Việt Nam giai đoạn tới, như phải giữ thể diện cho nước lớn và mềm nắn, rắn buông. Xử lý khéo léo quan hệ với các nước là đúng, quan tâm nhiều hơn đến các nước láng giềng và các nước lớn là hợp lý. Nhưng tôn trọng và giữ thể diện là cơ bản của văn hóa ứng xử, nó không chỉ cần cho nước lớn mà cần trong ứng xử với nước, các nước, nhất là với nước nhỏ và lạc hậu. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia một cuộc tập trận với quân đội Trung Quốc ở Biển Đông. Triết lý này không những cần cho quan hệ giữa các quốc gia với nhau, mà cần cho quan hệ giữa con người với con người.
người bề dưới yếu, nghèo mà tôn trọng người bề trên mạnh, giàu là chuyện thường tình. Nhưng người bề trên tôn trọng và giữ thể diện cho kẻ bên dưới, dù họ ở trong tình trạng bất lợi hay thua thiệt, thì mới là người có văn hóa. Trong kết nối văn hóa, một xu thế quan trọng của nhân loại là phải tôn trọng những khác biệt và đối lập. Đấy là cội nguồn của văn hóa khoan dung. Nếu chỉ quan tâm đến tôn trọng những thế lực hơn mình thì dễ rơi vào tình cảnh đội trên đạp dưới, một thái độ của những quốc gia không theo chính sách hòa hiếu và khoan dung. Đáng lưu ý hơn, ông Trọng đòi đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân và cả hệ thống chính trị phải biết mềm nắn rắn buông. Người Việt Nam cũng chưa bao giờ xem mềm nắn rắn buông là một lối ứng xử tử tế cả. Tiền nhân khái quát rằng mềm nắn rắn buông là để lên án lối hành xử bất nhân, vô đạo, nhưng ông Trọng lại công khai bày tỏ mong muốn hoạt động đối ngoại phải theo phương châm này. Có thể do cảm thấy xấu hổ vì chỉ đạo chân cháo tới mức trần trụi của ông Trọng, chỉ có một số cơ quan truyền thông chính thức tường thuật nguyên si về hoạt động đối ngoại phải biết mềm nắn rắn buông. Một số cơ quan truyền thông chính thức đã chủ động loại bỏ chi tiết này. Đây là hình ảnh ánh mắt nảy lửa của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, được xem là hiếm hoi trong thái độ ngoại giao với Trung Quốc trong giai đoạn Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào Biển Đông và nhiều vụ va chạm tàu cá gia tăng tại Biển Đông. Khái quát là mềm nắn, rắn buông được nhiều người nghe trực tiếp, còn trong văn bản được công bố sửa lại là cương nhu kết hợp. Có thể do Tổng Bí Thư lỡ lời nên truyền thông chính thống có báo đăng nguyên văn, có tờ thì lược bỏ. Tuy lược bỏ nhưng lời nói rút ra khó mà có thể thu lại được, nhất là ngôn ký xuất tứ mã nan trì. Cương nhu kết hợp là đúng, còn dùng nhu chế cương thì người dùng nó phải thông minh hơn đời, chứ không phải nhu nào cũng thắng được cương. Người chưa đủ thông minh mà nhu quá có thể dẫn đến hèn yếu, bị dẫm đạp. Đó không phải là cương nhu kết hợp, mà là cách hành xử của bọn người cơ hội, kém thông minh nhưng lắm mưu mô. Đó không thể là sách lược ngoại giao chân chính. Ngoại giao thì nước nào cũng đặt quyền lợi của nước mình lên hàng đầu, nhưng phải trên cơ sở hai bên, nhiều bên cùng có lợi. Mềm nắn, rắn buông là cách chỉ nghĩ cái lợi cho mình là chủ yếu và cái lợi trước mắt. Nếu thực sự vì quyền lợi lâu dài của dân tộc mà gặp chuyện quá rắn cũng phải tìm cách gỡ dần, chứ sao lại buông đi. Khi gặp chuyện quá mềm thì cần nâng cao cảnh giác, chứ sao đã vội nắn để thưởng thức, chứ không phải để tìm vật sắc nhọn giấu bên trong nó. Những phản đề về văn hóa chính trị cũng được đưa ra. Dân tộc Việt Nam có truyền thống đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo. Chẳng nhẽ minh triết ấy chỉ để mở đối ngoại, còn đối nội thì ngược lại hay sao? Vẫn biết não trạng của giới lãnh đạo tại Việt Nam là nhờ vào những giá trị về địa chính trị của đất nước trong lịch sử và đặc biệt là trong cuộc tranh đua giữa các đại cường hiện nay, nên phương Tây buộc phải nương nhẹ với Việt Nam về dân chủ và nhân quyền. Đây là hình ảnh một mặt Việt Nam rêu rao với thế giới là có dân chủ, một mặt thì bỏ tù hàng loạt các nhà bất đồng chính kiến. Điều nghịch lý là một kẻ chuyên quyền như Hun Sen gần đây mà cũng đòi to tiếng tố cáo tình trạng mất dân chủ và nhân quyền của Việt Nam trước thế giới. Những án tù chính trị trong mấy tuần nay như Phạm Đoan Trang 9 năm, Trịnh Bá Phương 10 năm, Nguyễn Thị Tâm 6 năm, Đỗ Nam Trung 10 năm và còn Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Tư mỗi người 8 năm. Còn Lê Trọng Hùng và nhiều người khác nữa, những bản án chính trị khắc nghiệt và bất hợp hiến vẫn tiếp tục được tòa án tại Việt Nam sản xuất ra hàng loạt dưới ý đồ của Đảng. Thế giới và một phần dư luận trong nước đã ngay lập tức lên án chính sách khủng bố trắng thường dân bằng các bộ luật rừng. Sẽ tiếp tục có nhiều phân tích về câu hỏi là tại sao hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn gia tăng đàn áp tiếng nói của bất đồng chính kiến, nhưng lại làm ra vẻ thông thoáng về mặt đối ngoại. Và điều chớ trêu là chính ông Nguyễn Phú Trọng và ông Phạm Minh Chính vừa nhắc nhở gần đây sự năng động của văn hóa nước nhà, văn chương, chính trị, triết học và các bình diện xã hội dân sự phải phát huy đồng bộ với phát triển kinh tế. Vậy xin hỏi hai ông, tại sao Đảng không mở rộng một không gian tự do cho công dân được có quyền thực thi tự do ngôn luận, phê phán chế độ, đề nghị những cả thể chính trị khác cho quốc gia này?
tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm đã phải kêu trời lên rằng: thứ hai ngài, những bản án chính trị gần đây là những cái tát vào mặt quốc dân, là những phản đề của tiêu chí văn hóa và văn minh mà đảng và các ngài muốn nhân dân theo đuổi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 1 tháng 1 năm 2022 với bản tin Việt Nam mở đối ngoại nhưng bóp đối nội. Cũng nhân đây, nhân dịp năm mới, tập thể Thời báo .d từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức kính chúc quý vị bạn đọc sức khỏe và nhiều may mắn trong năm mới này. Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 31 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Scandal Việt Á, đảng khinh dân đến thế là cùng. Bộ Khoa học và Công nghệ vừa đính chính về thông tin liên quan đến que thử COVID-19 do Học viện Quân y và Công ty Việt Á phối hợp nghiên cứu chế tạo mà bộ này từng công bố vào năm ngoái, và nhiều người tin rằng đó chính là những bằng chứng để truy cứu trách nhiệm một số viên chức ở Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đính chính, thông tin mà Bộ Khoa học và Công nghệ, cơ quan thay mặt chính phủ giám sát, quản lý những vấn đề liên quan đến khoa học cũng như công nghệ trên toàn Việt Nam, loan báo vào hồi hạ tuần tháng 4 năm 2020 về sản phẩm vừa đề cập là sai sự thật. Que thử COVID-19 do Học viện Quân y và Công ty Việt Á phối hợp nghiên cứu, chế tạo chưa bao giờ được Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, công nhận chất lượng cả. Còn nguyên nhân dẫn tới những nhầm lẫn nghiêm trọng như thế do Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổng hợp thông tin từ báo chí. Thật là nực cười. Đây là hình ảnh báo Lao động khẳng định rằng Bộ Khoa học và Công nghệ đổ thừa vụ kit xét nghiệm Việt Á cho báo chí là vô lý, đồng thời đặt câu hỏi rằng trách nhiệm và liêm chính khoa học của Bộ Khoa học Công nghệ ở đâu. Nhiều người theo dõi sát các diễn biến liên quan đến scandal Việt Á gọi lối biện giải của Bộ Khoa học Công nghệ là ngu ngốc. Nhiều người khác thì bảo đó là kiểu xử sự lưu manh. Những nhận xét như thế, cho dù hữu lý song chưa đầy đủ, chắc chắn Bộ Khoa học và Công nghệ không dám chọn hướng biện giải như vừa chứng kiến nếu giới lãnh đạo Việt Nam trọng dân. Nếu không khinh dân, không xem đối tượng mà họ phục vụ rất ngu, chắc chắn Bộ Khoa học và Công nghệ không dám táo tợn đến mức mạo nhận danh nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới để đưa hàng triệu người Việt Nam vào tròng tự hào. Sau khi sự việc vỡ lở thì giải thích đó là sơ suất, rồi bây giờ xác định là báo chí phải chịu trách nhiệm. Tương tự, nếu không khinh dân, không cho rằng dân rất hèn, Thủ tướng không dám chủ quan đến mức bất chấp các khuyến cáo thản nhiên ra lệnh cho hệ thống công quyền tiếp tục thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng để biến các phường, xã thành pháo đài, đốc thúc thần tốc xét nghiệm diện rộng và phải thần tốc hơn nữa. Bởi đinh ninh có quyền khinh dân, đội ngũ thừa hành mới thô bạo như đã biết khi truy vết, cách ly, cô nhà cô lập, cưỡng bức xét nghiệm, tống giam, phạt tù những người dám từ chối. Nếu tin dân có hiểu biết, sẵn sàng sử dụng tất cả các quyền hiến định để bảo vệ những lợi ích hợp pháp, Bộ Y tế sẽ không thản nhiên phủi sạch trách nhiệm như đang thấy. Trên thực tế, chẳng có hệ thống chính trị, hệ thống công quyền nào thực sự trọng dân, dám phớt lờ trách nhiệm trước những scandal có tính chất và mức độ sỉ nhục công chúng nghiêm trọng như vụ scandal Việt Á đang xảy ra. Cho dù các tình tiết trong scandal này cho thấy các viên chức hữu trách xem sức khỏe, thậm chí là tính mạng của công dân như không có, nhưng Thủ tướng Việt Nam chỉ yêu cầu rằng mở rộng điều tra để thu hồi tài sản bị chiếm đoạt và thất thoát. Đến giờ, đòi hỏi sớm thực thi công lý, xét xử vẫn chỉ nhắm vào những cá nhân mua bán que thử COVID-19 do Việt Á cung cấp, chứ không đụng đến bất kỳ viên chức hữu trách nào hoặc cố tình hay vô ý dính líu tới vở kịch bẩn thỉu bất nhân này, đem đến cái chết cho rất nhiều người dân trong cả nước. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ khi đó là ông chính là Chu Ngọc Anh, nay ông đã lên chức Chủ tịch thành phố Hà Nội, chính là người đã chỉ định Công ty Việt Á, Học viện Quân y nghiên cứu chế tạo kit test giả. Nếu trọng dân truy cứu trách nhiệm một cách song phẳng, chắc chắn sẽ không có kẻ nào dám bi bô kiểu như vừa thấy. Phải rất khinh dân mới dám thản nhiên ra sức chứng tỏ trách nhiệm với sức khỏe, tính mạng, đồng bào là rác. Chỉ cần tìm được chỗ là đổ ở đâu cũng được.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO nói với đài BBC tiếng Việt rằng Bộ Xét nghiệm Việt Á thuộc danh mục sản phẩm không được Tổ chức Y tế Thế giới phê chuẩn và đăng kết luận này đã được thông báo cho giới chức Việt Nam từ tháng 10 năm 2020. Hồi tháng 4 năm 2020, báo chí Việt Nam đã đồng loạt loan tin Bộ Xét nghiệm Việt Á đã được Tổ chức Y tế Thế giới phê chuẩn. Tuy nhiên, đến cuối tháng 12 năm 2021, Bộ Y tế tuyên bố việc phê chuẩn Bộ Xét nghiệm COVID-19 để sử dụng tại Việt Nam không phụ thuộc vào việc Tổ chức Y tế Thế giới có phê chuẩn hay không, và tiến trình xem xét sản phẩm của Việt Á đã được thực hiện đúng quy trình, theo đúng quy định của Việt Nam. Bác sĩ Will Trần, Phó Giáo sư Đại học Y khoa tại California, tại Mỹ, đồng thời là người phụ trách Trung tâm Y tế tại California, Hoa Kỳ, đã cho đài tiếng nói BBC tiếng Việt biết những đánh giá của ông về mặt chuyên môn y khoa quanh vụ Việt Á như sau. Xem lại từ thông tin công bố từ báo Tuổi Trẻ, công ty Việt Á được thành lập vào năm 2007 nhưng nổi lên rất nhanh từ năm 2020 với bộ xét nghiệm COVID-19. Cũng theo báo Lao động, chiều ngày 3 tháng 3 năm 2020, bộ test kit Việt Á được 100%, tức là 8 trên 8 vị của Hội đồng Khoa học Thẩm định Bộ Khoa học Công nghệ thông qua, và chưa đầy 24 giờ vào ngày 8 tháng 3, ngày 4 tháng 3 năm 2020, Bộ Y tế đã cấp phép cho phép sử dụng. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và công điện khẩn yêu cầu thần tốc xét nghiệm và xét nghiệm toàn dân, tạo điều kiện cho bộ kit test Việt Á tung ra khắp trên 60 tỉnh thành với giá cắt cổ. Vào thời điểm đó, số COVID-19 chỉ đếm trên đầu ngón tay ở Việt Nam. Hà Nội vào ngày 6 tháng 3 năm 2020 mới có ca COVID-19 đầu tiên. Như vậy, Việt Á thì làm sao có đủ số ca tối thiểu làm nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng là khoảng 60 ca trong vài tuần như tiêu chuẩn cơ bản xét nghiệm PCR. Thêm nữa, trong vòng một ngày từ 4 tháng 3 năm 2020, Bộ Y tế khó có đủ thời gian để kiểm soát và thẩm định những ca nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, kiểm tra lại quy trình chứng nhận ISO 13485. Vì sau này, Tổ chức Y tế Thế giới nói Việt Á không có chứng nhận này. Cuối cùng, bộ test Việt Á với độ nhạy tới 90% là độ nhạy thấp với test PCE, có đến 10% là ca dương tính bị bỏ quên, là điểm khó hiểu vì sao Việt Á được chấp thuận. Tóm lại, quy trình chấp thuận của Bộ Xét nghiệm Việt Á có nhiều điểm không phù hợp với tiêu chuẩn cơ bản về test PCE như một số ca bệnh, chứng nhận ISO và độ nhạy. Để đánh giá toàn bộ bộ kit này, chỉ cần xem toàn bộ hồ sơ nộp xin xét duyệt bộ xét nghiệm thì chúng ta sẽ so sánh được với các điểm quan trọng ở trên. Nhà xưởng của Việt Á dưới tiêu chuẩn cũng là thông tin được đưa ra. Lúc còn học y khoa, tôi có làm nghiên cứu một thời gian trong phòng xét nghiệm, nên khi thấy video của báo chí về nhà xưởng của Việt Á, tôi tự hỏi vì sao người ta có thể chấp thuận một phòng lab, tức là phòng xét nghiệm dưới tiêu chuẩn như thế này. Đầu tiên, xét nghiệm tìm virus corona là một xét nghiệm đòi hỏi người làm phải cực kỳ cẩn thận vì nó rất nhạy. Đây là hình ảnh phòng thí nghiệm của Việt Á cắt từ video clip phóng sự của VTV. Bất kỳ thay đổi trong bất kỳ thành phần nào của xét nghiệm, tức là từ primer, máy móc v.v. đều có thể làm thay đổi kết quả. Vì vậy, máy móc, cơ sở vật chất, sinh phẩm, nước, quy trình và nhân viên xử lý test đều phải đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát chất lượng và đảm bảo kết quả đồng nhất. Một vài quan sát của tôi khi xem vòng phòng xét nghiệm Việt Á từ các video do đài VTV24 quay như sau. Họ đã dùng tủ lạnh không đúng tiêu chuẩn. Tủ lạnh là dụng cụ cực kỳ quan trọng trong phòng thí nghiệm để giữ đúng nhiệt độ, để giữ hóa chất và sinh phẩm có chất lượng cao. Tủ lạnh của Việt Á là dùng là Scanarkey, là loại dùng để đựng thịt heo và thịt gà. Có độ biến thiên nhiệt độ rất cao, hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Nước dùng thí nghiệm trong phòng test PCE phải là nuclease free, tức là nước dùng trong phòng lab, trong đó không có các rice và các tạp chất khác. Nước nuclease free thường chứa trong các hộp nhỏ. Nước trong video cho thấy phòng lab của Việt Á là bình chứa nước lớn, không phải là nuclease free. Máy và dụng cụ khá cũ kỹ, 3 máy ly tâm nhỏ, 2 máy centrifuge lớn, 1 máy Vortex từ những năm 1990. Máy PT và PCE dàn máy nhìn khá tốt,
nhưng tôi không thấy quay chi tiết vận hành. Máy đông khô Premier và Prober theo quy định của FDA không thấy trong video. Đây là những máy quan trọng cần có để giữ vững chất lượng. Đây là hình ảnh các trang của Đảng Cộng sản Việt Nam đồng loạt nổ bom về vụ kit xét nghiệm dởm. Tuyên giáo nói bộ kit xét nghiệm đã được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận có thể bán ở tất cả các quốc gia châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh. Đài truyền hình Việt Nam VTV thì nói nhiều nước đặt mua kit xét của Việt Nam sản xuất. Báo Thanh Niên thì nổ rằng Tổ chức Y tế Thế giới lập tức chạy đến liên hệ với Học viện Quân y để chia sẻ kinh nghiệm. Tất cả đều là thông tin dối trá và tiếp tay cho Việt Á thu về 4.000 tỷ đồng trong thời gian ngắn giữa lúc đại dịch hoành hành, người dân đói khổ khắp nơi. Còn nhân viên thì video nói có 10 nhân viên, có nhân viên nói là mình không biết gì, chỉ làm theo hướng dẫn. Tiêu chuẩn cơ bản cho nhân viên phòng lab là phải biết tất cả các dụng cụ trong phòng thí nghiệm và quy trình bảo vệ an toàn cho người làm ở phòng thực nghiệm. Tóm lại, tôi không ngạc nhiên khi phòng lab này không đạt tiêu chuẩn ISO 13485 về sản xuất chất lượng dụng cụ y khoa. Bác sĩ Huy Trần đã nêu nhận xét của mình như thế. Nói với báo chí Việt Nam, đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền vào hôm 23 tháng 12 cho rằng dư luận đặt ra câu hỏi liệu rằng cả hai bộ và những người trực tiếp tham gia quy trình giám định, xét nghiệm cũng như các bộ phận có trách nhiệm liên quan có thật sự vô tư và vô can trong việc lợi dụng dịch bệnh để thu lợi bất chính của công ty Việt Á hay không. Những vấn đề nêu trên có được xem là hành động tiếp tay của hai bộ hay không? Rất cần được cơ quan công an điều tra làm sáng tỏ. Tôi cũng tin chắc rằng không phải ai tham gia vào lực lượng tuyến đầu cũng đều hiểu rõ quy trình luồn lách như lươn như chạch của bộ kit test này. Trong suốt 2 năm ròng rã, các đội hình y bác sĩ và những đội hình khác đã lao lực và gần như kiệt sức nơi tâm dịch để tham gia bảo vệ sức khỏe người dân một cách đúng nghĩa, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được một chế độ hỗ trợ xứng đáng. Thậm chí có nơi y bác sĩ phải chuyển về nhận lương cơ bản rất thấp. Vậy mà vẫn có những thành phần ăn không chừa một thứ gì từ đại dịch, trục lợi bất chấp nỗi mất mát đau đớn tột cùng của đồng bào mình, lọc lừa xuyên gãy thống quản lý nhà nước mà đó có đầy đủ bộ máy tham mưu giúp việc gác cổng về chuyên môn cho chính phủ như thế. Bà Hiền bức xúc chia sẻ.